là 6 giờ nha bạn. Tụi mình sẽ bắt đầu để máy xe và đi câu cá thật thoát nha. Mong rằng bữa nay sẽ có cá. Hai ba bữa nay mình đi rồi mà không có các bạn ơi. Ok, hãy theo bước chân của tụi mình nha các bạn. Tụi mình đã đến địa điểm rồi nha. Đây là những chú cua nha các bạn. Chúng mình sẽ cắt những chú cua này ra làm đôi nha. Và mình sẽ móc vô trong trong lưỡi câu. Một cái lưỡi câu thì nó nằm sát ở dưới mặt đất, và một cái lưỡi câu nó sẽ nằm trên mặt đất cỡ hai gang tay nha các bạn, thấy không? Đó, mỗi người cách nhau 6 mét. Nè, ông anh mình mới trúng con cá mú mú đen rồi các bạn, thấy không? Nhìn ngon ha, cái này là nấu canh là ngon luôn các bạn. Bây giờ mấy tụi mình sẽ dọn qua địa điểm mới, tại nó ăn chậm quá, cho nên mấy tụi mình sẽ dọn qua địa điểm mới nha các bạn. Đây là địa điểm mới của tụi mình, nhưng mà chủ nhà hàng nó không cho mình câu ở trên đất của nó, cho nên mấy tụi mình phải đi chỗ khác. Đây là chiếc tàu chiến nè mấy bạn. Nhưng mà nó đã được về hưu, cho nên bây giờ nó sẽ thành viện bảo tàng của tàu chiến của nước Mỹ nữa các bạn. Nhìn dữ ha. Để mình quay gần lại một chút cho mấy bạn coi nha, thấy không? Nhìn sướng luôn á. Mấy ông anh chuẩn bị chọn chỗ khác nữa các bạn ơi. Mấy ông anh mình chuẩn bị sẽ đi qua địa điểm thứ hai để cầu thật. Đang nghiên cứu gì đó. Đây cái là chỗ kia nó không có chỉ có con cá, bốn người đi có con cá, cho nên đang kiếm địa điểm mới để câu các bạn. Đây là địa điểm mới của tụi mình đấy bạn ơi, thấy không? Cảnh đẹp ha. Bữa nay trời cũng hơi lạnh nha các bạn. Mùa xuân tới rồi mà ở ngoài biển thì cái thời tiết nó hơi lạnh hơn ở trong đất liền chút xíu. Tại chỗ này là hòn đảo mấy bạn. Mỗi lần mấy tụi mình đi ngang qua là phải đi ngang qua cái cầu, không mới vô trong cái đảo được. Đây cái bờ, cái chỗ mà người ta đậu tàu và mấy người ngư dân mà đánh bắt cá đó, người ta hay đậu ở đây rồi. Mong rằng sẽ có cá mấy bạn ơi, chứ từ sáng giờ đi, từ sáng giờ có một con một. Mong rằng sẽ có cá bự. Sẽ quay cái cảnh ở ngoài biển nha. Mấy người đó đang sửa cái đường đi xuống chỗ bến đầu tàu nữa bạn. Bên đây sửa mấy cái này tiền không mấy bạn, mười mấy ngàn, sửa nguyên cái đống này là mười mấy ngàn đó mấy bạn, có thể nhiều hơn số đó nữa. Cái này phải học ra trường câu điện ở dưới nước tùm lum hết á, thấy không mấy bạn? Thấy không, tiền không đó mấy bạn. Mấy ông anh mình đang ngồi tán dóc về vụ cá nè.
nãy giờ lâu rồi mà không có cá, chắc mấy tụi mình sẽ sửa soạn và đi về mấy bạn ơi. Giờ chắc phải đi về rồi, không có cá gì hết á. Tại chỗ này nó không có đá cho nên cá mú nó không có ăn. Tại thường thường cá mú nó nằm ở trong mấy cái bãi đá không à, nên mình sẽ đi về và lái xe về. Một ngày buồn bã của tụi mình khi câu cá không có cá, rất là buồn. Chắc tụi mình cũng kết thúc video tại đây luôn nha mấy bạn. Mong rằng mấy bạn sẽ thích và theo dõi channel của mình. Thank you mấy bạn nhiều.